Trưng bày mang đến cho khách tham quan bộ sưu tập đồ thủ công mỹ nghệ giàu ý nghĩa văn hóa như bình ngọc lam, bình hoa vẽ tay, đĩa đồng chạm khắc, thảm dệt cùng các tác phẩm nhiếp ảnh về đất nước và con người Iran. Qua đó, giúp khách tham quan hiểu biết và có những trải nghiệm thú vị về đất nước Iran, quê hương của một trong những nền văn minh lớn có niên đại từ năm 7000 trước Tây lịch. Đây cũng là dịp công chúng có thể hiểu thêm về phong tục và tập quán truyền thống của Iran, từ đó thúc đẩy và làm sâu sắc hơn giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Iran. Trưng bày sẽ diễn ra từ nay cho đến cuối tháng 7 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hà Nội.